Hôm nay tôi chia sẻ với bạn chủ đề đừng nói có tài nhưng không gặp thời. Là đúng như vậy các bạn. Theo nhiều nghiên cứu và nhiều cái kiểm chứng thì không phải bạn có tài là bạn sẽ thành công, mà để thành công còn nhiều yếu tố khác các bạn. Có những cái tài, có những nhân tài cuối cùng là bị thui chột, có những cái tài bị phũ phàng, có những cái tài bị dùi dập bởi vì thiếu những kỹ năng khác. Quan trọng là cái sự nỗ lực, cái sự kiên nhẫn và cái sự khôn khéo tùy thời. Rất nhiều người trong lịch sử ý mình có tài, cuối cùng phải chết hoặc là phải tiêu tan sự nghiệp trước bàn tay của tiểu nhân bởi vì ỷ lại, ngạo mạn hoặc là nửa chừng đó bạn. Rất là nhiều yếu tố. Hôm nay tôi sẽ phân tích về cái tài năng rất nhiều cái góc độ để bạn xem xét và bạn hành động. Có tài là rất khó khăn các bạn, không phải đơn giản, nhưng mà không phải có tài là đã thành công đâu, phải lưu ý điều này. Tài năng và thời cơ là gì các bạn? Tài năng được định nghĩa là khả năng tự nhiên hoặc kỹ năng mà một người sở hữu. Tài năng được xem là một yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Tuy nhiên, tài năng không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến kết quả. Như là Hubbard đã nói, tài năng là quan trọng nhưng không quyết định tất cả. Đó bạn lưu ý nha, tài năng là quan trọng nhưng không phải quyết định các bạn. Thời cơ là gì? Thời cơ là cơ hội hay những tình huống, thời điểm hoặc điều kiện cần thiết để phát huy tài năng. Một người có tài năng nhưng không được đặt vào môi trường phù hợp hoặc không gặp thời điểm vàng có thể sẽ không gặt hái thành công. Như vậy, thời cơ đóng vai trò quan trọng không kém gì tài năng. Thì đây là cái phân tích giữa tài năng và thời cơ là quan trọng, hai cái ngăn nhau bạn hãy lưu ý. Tại sao tài năng và thời cơ cần nhau? Cuộc sống là chuỗi những yếu tố tương tác. Một người có tài năng có khả năng đạt được những điều cao hơn, nhưng việc đó chỉ xảy ra khi họ gặp được thời điểm thuận lợi. Thời cơ có thể là cơ hội để bạn thể hiện tài năng. Người ta nói là cơ hội bạn, cơ hội là hay là may mắn là có định hướng, có sắp xếp. Như là may mắn có thể gieo trồng, có thể tạo dựng đó. Ngược lại, một người không có tài năng nếu gặp thời cơ vẫn có thể đạt được một số thành tựu, nhưng để duy trì phát triển họ cần đến tài năng. Ví dụ thực tiễn, Steve Jobs, ông có tài lãnh đạo sáng tạo, nhưng thời điểm mà ông khởi nghiệp với Apple tại Silicon Valley đó đã tạo môi trường thuận lợi sự phát triển của công ty, cũng như trước khi ông trở thành người người nổi tiếng là ông bị chính công ty đã đuổi mình đuổi mình đó mà. Thì những yếu tố mà thời cơ và tài năng nó đang quyện lẫn nhau. Như là Rowling, bà có tài năng viết lách nhưng sự xuất hiện của Harry đã gặp đúng thời điểm với nhu cầu của độc giả, một cơn sốt toàn cầu. Hai bên trên chứng tỏ rằng tài năng lẫn thời cơ đều cần thiết để đạt được thành công. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc nắm bắt thời cơ về mạng lưới quan hệ. Trong xã hội hiện đại, mạng lưới quan hệ có thể là yếu tố quyết định tới việc bạn có nắm bắt được thời cơ hay không. Các bạn, bây giờ nó xuất hiện một cái yếu tố mới là quan hệ. Bạn có tài, bạn có thời cơ nhưng phải mới mối quan hệ đấy các bạn. Nguyên tắc mạng lưới là tài sản, các bạn lưu ý nha, mạng lưới tài sản trong kinh doanh là rất chính xác. Những người có nhiều mối hệ sẽ dễ dàng nhận được thông tin cơ hội nhiều hơn, khả năng kết nối người khác tạo cơ hội phát triển cho chính bạn. Thì các bạn nhớ, tức là có một câu nói là mối quan hệ tạo ra tiền tệ, đó các bạn. Mạng lưới là tài sản, bạn hãy lưu ý điều này, lưu ý tư duy này các bạn. Kiến thức và học hỏi. Việc không ngừng học hỏi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và từ đó nhận ra những cơ hội tiềm năng. Kiến thức giúp bạn nhanh chóng thích ứng và chuẩn bị những thời cơ vào điểm cần thiết. Và đây là một cái yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng. Bạn có tài nhưng bạn không chịu học hỏi, bạn không nâng cấp bản thân cũng vẫn bị thua. Và đây yếu tố quan trọng kế tiếp mà động lực và sự kiên trì. Tài năng một mình chưa đủ, bạn có động lực để theo đuổi các ước mơ mình. Như một nhà tư tưởng vĩ đại từng nói, chúng ta không phải là sản phẩm của hoàn cảnh mà là sản phẩm của quyết định. Đúng không? Mình không phải trong bóng mà gánh mà là hoàn cảnh để quyết định. Những cách nắm bắt thời cơ hiệu quả này. Theo dõi là phân tích xu hướng.
Tìm hiểu và phân tích xu hướng trong lĩnh vực bạn quan tâm là cách tốt nhất để nắm bắt thời cơ. Việc biết được xu hướng nào đang lên ngôi sẽ giúp bạn chuẩn bị những cơ hội sắp tới và chủ động tạo cơ hội là may mắn gieo trồng được đó bạn. Người ta nói rằng cơ hội và may mắn là có thể gieo trồng, có thể gây tạo, có thể tạo được. Thay vì chỉ chờ thời cơ đến, bạn có thể chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình. Điều này có thể bao gồm việc tham gia các hội thảo, cuộc thi và các hoạt động xã hội, hoặc tham gia các đội nhóm khác. Đó. Xây dựng thương hiệu cá nhân. Việc tạo ra thương hiệu cá nhân giúp mạnh mẽ, giúp bạn nổi bật hơn trong mắt người khác. Khi có thương hiệu cá nhân rõ ràng, bạn có thể dễ dàng được những cái cơ hội lớn hơn. Thì lợi ích khi nắm bắt được thời cơ nè, tạo dựng được sự cơ nghiệp vững chắc lợi ích. Khi kết hợp tài năng và thời cơ, bạn có khả năng phát triển nghề nghiệp của mình một cách bền vững, góp phần phát triển xã hội. Những người tài năng nắm bắt thời cơ sẽ tạo ra giá trị xã hội, từ đó góp phần vào giá trị phát triển chung. Các bạn nhớ là mình có tài nhưng mình phải có giá trị xã hội chứ, có tài chứ cho bản thân mình không thì bạn không thể thành công được. Tăng cường uy tín cá nhân. Những cá nhân biết nắm bắt vừa tài năng vừa thời cơ sẽ được sự công nhận từ đồng nghiệp và xã hội. Những câu hỏi thường gặp: tại tại sao tài năng không giúp đủ giúp tôi thành công? Tài năng là cần thiết nhưng không phải điều kiện đủ. Bạn cần gặp thời cơ và những tố hỗ trợ khác như mạng lưới quan hệ, kiến thức và động lực. Làm thế nào để nhận biết thời cơ? Thời cơ thường đi kèm với tín hiệu từ xu hướng xã hội. Hãy theo dõi, phân tích, tham gia các hoạt động trong lĩnh vực bạn quan tâm để dễ dàng nhận diện thời cơ. Đó bạn. Làm thế nào để nhận biết thời cơ? Cái này quan trọng đúng không? Bạn có tài mà bạn không biết thời cơ thì nó cũng thua. Ở trong lịch sử có một cái mẫu chuyện nổi tiếng các bạn là Khương Thượng Tử Nha đó. Khi mà được gặp Chu Văn Dương đó, lúc đó ông nó 80 tuổi rồi, nghĩa là ông chờ thời tới mức độ cỡ đó mà. Chờ thời, bị thời nó chậm đến, ông phải chờ 80 tuổi ông bắt đầu mà mới là xuất tướng. Tôi thể tạo ra cơ hội mình không? Có, bạn hoàn toàn chủ động tạo cơ hội bằng cách tham gia các sự kiện, xây dựng thương hiệu cá nhân và không ngừng mở rộng mối quan hệ. Làm thế nào để phát triển tài năng của mình? Bạn có thể phát triển tài năng thông qua việc học tập, thực hành và nhận phản hồi từ người khác. Hãy tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng của mình. Có bao giờ tài năng và thời cơ không đủ? Đúng, đôi khi ngoài tài năng thời cơ còn cần đến sự may mắn, nguồn lực và sự hỗ trợ từ người khác. Câu nói: đừng nói có tài nhưng không gặp thời, phản ánh một thực tế quan trọng trong cuộc sống. Tài năng và thời cơ là hai yếu tố không thể tách rời trong hành trình đi đến thành công. Để thành công, bạn không cần học hỏi, xây dựng mạng lưới quan hệ, luôn chủ động nắm bắt cơ hội mới. Hãy nhớ rằng cuộc sống là những quyết định mà chúng ta đưa ra. Hãy trở thành những người nắm bắt thời cơ và kiến tạo thành công cho riêng mình. Hy vọng là cái video này sẽ giúp bạn rất nhiều bạn. Thì các bạn biết rồi, nghĩa là cái tài năng nhưng mà không gặp thời, không có thời mình mới tạo nó đó. Tôi đã phân tích của bạn đó, nghĩa là thời cơ với cơ hội là mình có thể tạo ra được. Bạn hãy đọc cái quyển mà Bí Mật Của May Mắn, hoặc là những yếu tố may mắn đó. Nó sẽ giúp cho bạn rất nhiều để mà tạo cái cơ hội, tạo cái may mắn cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.